Vâng thì hiện tại em đang có một cái đơn hàng. Phải nói là cái đơn hàng này ý, nó là một cái chiếc máy chơi game rất mới của PUBG có tên là A66. Mà em đã từng làm clip mà em sẽ bỏ lại em sẽ mua ấy. Siêu nhỏ luôn, siêu mỏng luôn và trong suốt. Đó, giá rất là rẻ mà chơi được cả PS1, chơi được cả PS1 luôn nhé. Giá thì hiện tại cái hồi mà em làm clip lần trước ấy thì em thấy là giá nó bán là hơn 900. Hơn 900 một chút, 900 à 980 thôi, gần 1 triệu, mà bây giờ nó giảm giá sau khoảng 1 tháng nó xuống còn có 870.000 thôi. Đó thì cái này hình như là em mua không được giảm ship thì phải, thì là tất cả hết 870.000 hay. Đó, à cái tem bảo đóng gói Trung Quốc thì nó cơ bản như này thôi. Mà không hiểu nó dính cái tóc với cái lông gì ở đây nhỉ. À cái tóc màu vàng. Đó, dính cái tóc vào đây. Đó, thì cái này nó là cái sản phẩm máy chơi game mới nhất của PUBG. Thì bây giờ em sẽ mở hộp xem nó như nào nha. Rất là mỏng này, cái hộp mỏng lắm. Đây, thế bỏ cái máy nó cũng rất là mỏng luôn. Và lại bé xíu, rất là bé và mỏng nhưng lại chơi được cả PS1 cơ. Đấy, là thiết bị chơi PS1 bé nhất thời điểm hiện tại. Đó, có cả màn hình. Màn hình thì bỏ có 2 inch thì phải, độ phân giải là 320x420 này. Đây, tấm nền IPS đàng hoàng nhé. Đây, thì ở Trung Quốc đóng gói nó còn nguyên như này nhá. Bây giờ em sẽ mở ra bên trong đó phải máy chơi game đấy. Và em dùng clip này em khiếu nại với Shopee. Bởi vì Shopee rất là uy tín, khiếu nại thì nó sẽ trả lại cho mình, trả lại và trả lại tiền cho mình. Đó, mua Shopee thì như vậy. Để mua sản phẩm này Shopee thì em để link bên dưới này, các bác cứ tích về thôi. Một số máy chơi game khác cũng tương tự như vậy. Đó thì bây giờ em sẽ mở ra nha. Xem bên trong như nào. Đó, nguyên siêu nha, túi màu xám quen thuộc của Trung Quốc. Này, 870.000. À, đó, ok, đúng máy rồi, hộp bé xíu. Bên ngoài có chữ PUBG, nó giống như cái máy, cái hộp của cái máy retro mà chạy Android em từng mua ấy, quên mất tên là gì rồi. Đây hình ảnh nó đây nhá, trong suốt là mỏng dính như này. À, trong suốt là mỏng dính PUBG, ở bên trên là in hình của máy luôn. Bên dưới thì nó có những cái thông tin cơ bản của sản phẩm này, đó là hiện tại là có thể sử dụng chơi game liên tục được 3,5 giờ, pin liền có thể sạc được. Đó, cổng sạc là Type-C. Đó, máy rất là bé này. Đó, nhỏ và mỏng. Đấy, nhỏ và mỏng này. Kích thước là màn hình là 2 inch IPS LCD. Màn hình tấm nền IPS, màn hình LCD tấm nền IPS nha. Rất là đẹp đấy, màn hình có 2 inch rồi. Đó, phía bên này thì có một cái gọi là mã vạch A66 Video Game Console. Đấy, màu sắc của nó thì dán vào đây. Đó, đằng sau này thì hình thực tế của máy này. À, trên là logo PUBG Pocket Game Player, PUBG chuyên sản xuất thiết bị chơi game model A6. Đây mới là chuẩn sản phẩm của PUBG. Nó có hộp và tem của PUBG đằng ngoài. Một số các sản phẩm ở trên Shopee quảng cáo là PUBG mà em từng mua ấy, nhưng mà về không phải là PUBG. Ví dụ như con PUBG Z6, nó là PUBG nhưng hộp lại không phải là con PUBG, nó không có in gì cả. Còn em đang không dùng được, đang vứt ở kia kìa. Có bác nào mà gửi cho em cái link để đào cái ROM về, nhưng mà em đào thử về không được. Đó, cũng không chơi được. Đây thì ghi là sản xuất ở Trung Quốc, tất nhiên rồi, cái này chỉ có sản xuất ở Trung Quốc thôi. Đó, thì nguyên siêu hai mặt nó sẽ dán hai cái tem như này. À, cái này nguyên siêu rồi. À, bóc rồi. À, cái này bị bóc siêu rồi, em sẽ mở nha. Quảng cáo nó có thêm tay game mà không biết có hay không. Theo hình ảnh như vậy. Đó, à, không có tay game rồi các bạn ạ. Đây, thì theo máy thì nó có tặng theo một cái thẻ nhớ 16GB và cũng không in thương hiệu nào cả ở đây. Đây, thẻ nhớ này có khi là chứa ROM ấy, bởi vì đa phần nó như vậy, đóng riêng như này. Thẻ nhớ 16GB nhá. Một dây sạc Type-C lại ngắn ngắn như này, có cái màu tím bên trong. Bình thường thôi, dây sạc này thì chắc không dùng đến đâu, bởi vì là dùng dây sạc của điện thoại thôi. Xong, bởi vì hiện tại Type-C của em, điện thoại của em là dùng chung nhé. Nó sẽ dùng đây. Rất là dày. Đó, những cái hãng đàng hoàng như PUBG ấy thì người ta sẽ làm rất là cẩn thận, chứ không phải vớ vẩn như những cái hãng kia có lẽ đâu. Bên này là tiếng Trung, bên này là tiếng Anh. Đây. Đó. Thì ở đây là hướng dẫn menu nhé. Hướng dẫn qua menu là chơi game nhanh này, thoát game như thế nào này, cài đặt như thế nào này, các nút điều khiển nó sẽ có như thế nào này. Đó, cho lắp thẻ nhớ này. À, cổng sạc là bên dưới này. Bên này có nút nguồn này, các nút điều khiển này. Nút RL này, đó, cái menu pad ở đây. Start menu hay là select ở đây. Đó, nó hướng dẫn như vậy. Đó. Đây đủ như này. Ok, có thể cắm được tai nghe nữa, nhưng trong theo máy không tai nghe. Đơn giản như này thôi. Phụ kiện nó chỉ có xác tính rộng sử dụng. Dây sạc dạng Type-C nhưng mà lại ngắn và một thẻ nhớ và máy đây. Đây nha. Đó, đựng trong cái túi cẩn thận này. Đó, ok. Đó. Rất là bé luôn. Có khi tầm tầm cái thẻ
tham gia cái thẻ tín dụng này, cái ATM. Nào xem thử đây. Có khi chỉ bằng cái thẻ thôi này. Đây này. Đó, có khi chỉ bằng cái thẻ thôi này. Đấy nha. Tôi cái thẻ một tí. Đó, tôi cái thẻ một tí thôi. Ok. Rất là bé luôn. Đằng sau này thì nó có thiết kế là bằng nhôm này. Nó sẽ là bằng nhôm, mặt trước nó sẽ là mặt mica trong suốt, không biết có dễ xước hay không. Nhưng mà nhìn rõ các linh kiện bên trong luôn này. Đó, ở trong linh kiện nó in cả bao cái đi bằng đồng nữa, sáng bóng luôn, rất là đẹp, nhìn rõ lên men luôn, linh kiện luôn. Đó, các con tụ hay là các chở nằm ở đây. Đó, loa nằm ở đây này, dây gắn loa giấu rất là kín, nhìn rất là đẹp. Các phím bấm đây, thì đây là phím bấm dạng không phải phím bấm kiểu như là phím bấm cảm biến cao su, mà là phím bấm tiếp xúc bằng miếng nhôm. Thế bấm nó hơi kêu. Bạn chơi game em thích bằng cao su hơn, bấm nó êm. Đó, tất cả đều bằng phím cứng hết, bằng phím táp xước nhôm hết. Đó, nhìn rất là đẹp. RL, à cái phím RL bé lắm, bé tí như này. Đó, phía dưới này rất là pin, nhưng mà được che rồi, được che bằng miếng nhôm rồi. Ở đằng sau đấy thì đẩy được thông tin, đây là Pavili A66 nha. Đó, ở trên này có thiết kế ghi rõ này, bằng tiếng Anh, sản xuất tại Trung Quốc, các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường hay là tiêu chuẩn về điện ở trong này hết. Đó, vặn nó là ốc 6 cạnh, vặn cái này ra sẽ nhìn thấy bên trong. Chút nữa em thử tìm ra COVID là vặn thử xem bên trong đằng sau sẽ là như nào. Thì ở bên này nó có sẵn nút được reset này. Đó, tên thương hiệu ở đây, trên RL này. Phía dưới này sẽ cho cắm thẻ nhớ. Rồi, cắm luôn là tại sao nó không cắm mà nó lại tặng kiểu RR như thế nhỉ. À, cắm thẻ nhớ và nó khít luôn. À, nó không bị lồi ra, một số sản phẩm cắm lồi ra rất khó chịu. Đây là cổng taxi nhá. Đó, ở phía này thì nó có ghi là thẻ nhớ này, nút select này, nút menu này, nút start này, cổng USB hay là taxi này. Đó, rồi để sạc. Đó. Bật vô đây nào. Ok, đèn báo ở dưới này. Màn hình rất là nhỏ nhé. Màn hình này không biết được khai hình thật không. Cảm giác như không được khai hình đâu. Khai hình đôi khi là cả cái này thôi. Đó, nhưng mà nó mất cái việc bên ngoài rồi. Bé xíu này. Đó, bây giờ nó bật lên phát là tiếng Trung, không phải tiếng Anh. Cài đặt đây chắc. À, để chọn này. À, chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi, không có tiếng Việt đâu. Đó, âm thanh ngày tháng. Ok. Xong là game này. Ồ, sao ít game ấy nhỉ? Ít game lắm. Chỉ có 3 game thôi. À, đây thì cho game là một riêng. Cái game kia chắc là game Trung Quốc thôi. Đó, đấy nha. Gồm có game thùng này, game PS1 này, game thùng này. Đó, game neo neo này, game Family Computer này, game NES đấy. Đó, Super Family Computer này, NES này, Game Boy này, Game Boy Advance này, MD này, SMS này, PCE này. Đó, rất là nhiều cái game. Đó, tương đối mạnh, nó giống như con A90. Vào cái đi A90 mà em đã từng review ấy. Đó. Cái này thì chỉ nhỏ gọn thôi, không có trống nào, không có gì cả. Game thùng thì có một số game ở đây. Neo neo này. Đó, cái này có con cha, một số game nổi tiếng ở đây. Đó. SF này. Không có cái game, không có cái game con cha nào để chơi thử như nào nhỉ. Loa khá to nhé. Không game, à em nhầm là không game PS1 này là kiểm tra nhỉ. Để chút nữa rồi có vào cho nào, cái này cắm thẻ nhớ là có game rồi thôi. Ừ, dễ thôi. Mình xét như nào. Đây. Nghe xít game đây. Đó, chơi một cái game, ấn lại, ấn nhầm này. Thì chuyển sang cái game nào nổi tiếng tí chơi đấy. Ấn nhầm mất rồi. Nghe xít game này vào Game Boy như thế nào. Sẽ có Mario B là bách. Cái bàn van, bàn chữ tàu này. Ở bên này nó có một cái hiển thị hình ảnh ấy, nhưng mà hình nó bé quá, nó không hiển thị được. Thế toàn hiển thị tên ấy mất rồi. Thế là không biết hình ảnh game như nào, toàn chữ tàu này. Cái này cũng như là bác nào Việt Nam mà chơi ấy, thì chỉ có có lại toàn bộ game cho tiếng Anh thôi. Chứ tiếng tàu của game bàn van này, biết game nào mà chơi. Đó, hơn 50 game rồi mày. Game Boy sao? À, Game Boy của ấy đây, nhưng chắc là Game Boy chỉ trắng đen thôi. 4001. Sẽ có Mario này. À đây, chuyển sau này. Ấn sau này sẽ có hình ảnh game này. Đó, hơn minh phép.
Đây chỉ có trắng đen thôi. À hoặc ấn sang ngược lại thì có thể nhìn hình ảnh game. Treo một phần tên đi. Ồ nó thông minh là phết nha. Đó. Ok. Khá là thông minh. Xem là game con sang như nào. Đây game nét nổi tiếng này. Đó, game truyền thống này. Con xa thì hoàn toàn giao diện toàn tiếng Trung. Không biết lúc chơi tiếng Trung hay không. Ôi toàn tiếng Trung rồi. Này đang lại hết game rồi. Cái game toàn tiếng Trung này biết chơi kiểu gì. Đó. Nó bấm của nó cũng khá là sướng nhé. Nghe nói là cái này chơi được 2 người. Trên hình ảnh ở trên trên quảng cáo ấy, ở trên Shopee ấy, thì nó sẽ có thêm một cái tay cầm. Nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại không cho tay cầm ở đây. Chứ nếu mà nó cho tay cầm thì ngon quá. Thì có thể chơi được 2 người mà nó bé xíu nha. Cầm ở của nó màn hình rất là đẹp nhé. Mày của nó rất là đẹp luôn. Mày khá là cao cấp ấy. Đó. Âm thanh khá là sống động. Và những cái sản phẩm của bao cái đi thì tất nhiên là không có chức năng cắm vào máy tính. À cắm vào TV rồi. Cái hình của TV ấy. À chết rồi. Đó. Tí sao kia lại thoát này. Rồi. Ok, bây giờ em thử cóp một cái game PS1 và chơi thử nhé. Ok nha. À, em vừa cóp xong cái game PS1 ấy. Đó. Thì ở đây em có một game Tekken 3, game này khá nặng, khoảng 600 mê, một cái game Metal Slug X. Game này thì chỉ có hơn 100 mê thôi. Đó, thì em chưa thử cái game nặng trước rồi này. Rồi, nó lát này. Thì các bác nào ở trên mạng ấy, dạng đuôi pin hay đuôi ESO, cứ có vào là chơi thôi. Chứ không không khó đâu, ở trên mạng bây giờ cho ra ROM PS1 cả đống ấy. Các bác cứ đào vậy thôi. Tất nhiên là game PS1 thì nó khá nặng này, nó đang loát này. Loát hơi lâu. Chờ tí nào có chơi được không nào. Chơi mà nó không giật thì ngon quá. Máy chơi game PS1 bé, cầm tay bé nhất từ trước cái này. Em phải có nhận là con này đẹp là hoàn thiện rất là tốt luôn. Từ các đường hoàn thiện nó rất là khít nhé. Và chất liệu này thì không biết nó có dễ sửa hay không nhưng mà rất là đẹp. Thì em tìm ở trong nhà thì không có cái tô vít nào để có thể mở được. Chứ nếu không thì em sẽ mở ra và xem bên trong tiếp như nào. Đây nhìn cái bo mạch của nó hoàn thiện ngay từ phía trên ấy. Thì rất là cẩn thận và đẹp. Thì cái hãng Valkyrie này là một hãng sản xuất máy chơi game retro, gọi là rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Thì các anh em ở trên mạng như trên thế giới thì cũng là review rất là nhiều về những cái sản phẩm của Valkyrie rồi. Thì là em rất là thích về máy chơi game cầm tay, gần như là em sưu tầm rất là nhiều ấy. Em có lên Shopee và em tìm chữ Valkyrie thì đây là sản phẩm mới nhất của Valkyrie và em mua. Đó. Ok thì lát cái game này khá là lâu này. Ok cùng chờ nhá, xem bao lâu thì lát được nhá. Bởi vì game nó tương đối nặng, xem nó lát bao lâu thì xong. Ok thì em đợi rất lâu nhá, nó cứ chỉ lát này thôi. Có nghĩa là cái game Tekken 3, game rất là nặng mà em game thích chơi nhất ở trên PS1 thì em không lát được. Điều đó là đáng buồn. Bây giờ em lửa lát thì game Metal Slug xem là liệu là nó có lát được nhanh không. Cái RAM lùn đấy. Đó. Chứ còn nếu mà kiểu để lát cái game này nặng như thế này ấy, thì thôi tốt nhất là không nên cài làm gì, nó mất thời gian. Đúng không? Có lẽ là chỉ gọi là chơi game PS1 cho nó gọi là có thôi. Chứ còn thiết bị này cho game này chơi PS1 thì cũng phải chưa phải là thiết yếu lắm thôi. Metal Slug xem là như nào, nó lát có nhanh không. Thế lát còn lâu nhưng game kia thì vẫn đi. À, lại lát tiếp này. À, có vẻ nhanh hơn thì phải. Ừ, game này nhẹ thì có vẻ nó nhanh hơn. Ok, nhanh hơn. Vào để chơi luôn. Chơi thử xem có mượt không nhé. À, cái này thì nó lại có cái nhược điểm là nó không có nút chỉnh to nhỏ. Không biết là chỉnh to nhỏ kiểu gì, nó không có nút chỉnh to nhỏ. À, không có chân cắm tai nghe. Là cái thứ hai. Thế thì lúc nào chơi ở cái mức độ âm thanh như này thì cũng hơi buồn cười. À, có vẻ cũng hơi giật, chứ không được nhanh lắm đâu. Mà game này cũng dạng nhẹ nhất rồi. Chậm 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 chậm. Vào đây là đưa luôn.
chọn nhân vật xong đơ đó. Và game này thuộc dạng nhẹ nhất rồi, đây thì chắc không chơi được PS1 rồi đó. Đấy, chậm rất chậm. Bé tí này mà chơi được PS1 kinh quá. Ôi chậm, ôi chậm gặp lắm. Rất giật. Có vết một cái đồ họa của nó, nếu mà cầm tay thì quá là ngon luôn. Mỗi tội là em chơi có vẻ như hơi bị giật một tí, mà chơi game này rất là nhẹ nhá, nhưng game nặng tầm khoảng 200 MB ở đây là nghĩ chắc không chịu được. Đây là đến hơn 100 MB thôi mà chơi đã giật cái này rồi. Đó. Thì cái máy này, cái máy máy Palkia 66 này thì phải nói thật với các bác là chất lượng hoàn thiện rất ok, khả năng chơi game hay màn hình rất là đẹp, rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Nhược điểm là theo quảng cáo chơi PS1 nhưng thực tế là không chơi được đâu, bởi vì thứ nhất là game nặng thì không load được, thứ hai là game nhẹ thì nó load được nhưng mà chơi rất là giật. Thế nên là để mà mua cái máy này về chơi thì chúng ta chỉ chơi nên chơi những cái game nhẹ, ví dụ như là GBA hay là game NES hay là Super NES thì em nghĩ chắc là chơi ok. Chứ còn để chơi PS1, cái dạng PS1 ấy thì tốt nhất là thôi nhá. Tốt nhất là gọi là có cho nó hoành tráng ấy, chứ còn không thôi đâu. Em nghĩ là chắc là chỉ tương đối ngang ngang với cả con Palkia 90 thôi. Nhưng mà được cái nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đẹp, rất là thuận tiện cho các bác nào mà cần giải trí những cái lúc mà đang dịch dã như này ở nhà nhá. Các bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy mà đang dịch như này thì mua những cái này về chơi nhỏ gọn cũng được, nằm chơi cho đỡ mỏi tay. Cái này có chơi ở ngày chả mỏi tay được, nó quá là nhẹ. Cái pin của nó thì không chơi được nhiều nên không chưa kiểm chứng được đó, nhưng mà nếu theo nhà quảng cáo 3,5 giờ thì cũng ok, mà dùng chân sạc chung với cả tai xi này thì có thể sạc được rất là nhanh đó. Thì ngày hôm nay thì em chỉ review sản phẩm máy chơi game Palkia mới nhất, nhỏ nhất và giá tương đối rẻ, hiện tại hơn 800.000 thôi nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì em để link ở phía bên dưới ấy, các bác cứ kích vào đây mà mua thôi đó. Còn mua máy chơi game khác thì em để bên dưới luôn. Các bác mà thấy clip này hay thì bác cho em một like, nhớ subscribe kênh ủng hộ em nhé. Còn cái máy này thì em là dạng siêu tầm, em sẽ để lại. Và nếu trong trường hợp nào bác nào mà có cái kênh lớn lớn một chút mà quảng bá kênh của em ấy thì em sẽ tặng. Hoặc là em sẽ chờ khi nào được 100 subscribe anh sẽ em làm chương trình tặng toàn bộ những máy chơi game mà em còn lại cho các bác. Ok, chào tạm biệt các bác nhé.